nhiều khi ấy đang đi trên đường là vướng đầu vào mấy cái cây ấy. Nói chung là những cái trải nghiệm này nó cũng buồn cười lắm. Đôi khi có tiền cũng không thể nào mua được. Như vậy là một tháng kiếm được khoảng bao nhiêu tiền? Gọi là khá khá, tầm 8 con số. Ngoại hình của em chỉ níu chân khán giả được tầm 5-10 giây thôi. Được là người tiên phong. Chụp bạch. Đúng rồi. Không hẳn là không được chê, nhưng mà mình sẽ không nói về những điều tiêu cực ở địa điểm đấy. Là một người du lịch tiết kiệm mà, sau những chuyến đi đấy em sẽ cố gắng sao ăn được nhiều nhất những món ăn đặc trưng ở đấy. Quý vị khán giả của Tự Do Tài Chính Smart Money, và quý vị có biết Vân đang ở đâu mà Vân đang trên địa điểm cái chuyến xe buýt 2 tầng. Đây là một cái tour mà những ngày vừa qua phải xếp hàng mấy tiếng đồng hồ mới có thể lên được đến nơi. Và ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục chủ đề đó là KOL Review. Nhưng mà review không phải là vì đồ ăn nữa mà về du lịch. Và người sẽ đồng hành cùng Vân trong Smart Money ngày hôm nay đó chính là Đăng Quang. Tháng 11 năm 2022, không đam mê shopping, hàng hiệu, nàng hậu Kỳ Duyên dành hầu hết thời gian để trải nghiệm văn hóa du lịch và review. Từ nghỉ dưỡng, trekking hay cả những hoạt động mạo hiểm, Kỳ Duyên, Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022. Lương Kỳ Duyên, Hoa hậu du lịch Việt Nam năm 2022. Hello! Chào tất cả mọi người, và ngày hôm nay thì Kỳ Duyên rất là vui khi được cùng với chị Hải Vân tham gia chuyến bus tour. Và không biết là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những thử thách cũng như là những trải nghiệm tuyệt vời nào trên chuyến bus tour này nhỉ? Chị hỏi em đấy, bởi vì là em lại thử và em được thử rất là nhiều rồi. Bởi vì thực ra nếu mà để nói về cái chuyến bus tour này, chị Vân đã biết rất là lâu. Thế nhưng mà để có một cái động lực ấy để leo lên chuyến bus tour này để đi thì chưa bao giờ có. Vậy thì ngày hôm nay em thử tóm tắt xem là nếu như quý vị khán giả nào muốn đi cái chuyến này thì họ sẽ có những cái điểm gì để thu hút họ nhỉ? Chắc chắn là tiếc nếu như mà chúng ta không được đi một chuyến bus tour như này, bởi vì là đây sẽ là một trải nghiệm cực kỳ đại chúng nhưng cũng cực kỳ luxury. Bởi vì như chị thấy đấy, chúng ta đang ngồi trên chiếc xe mui trần, một chiếc xe mui trần khổng lồ luôn, và chỉ tốn với 150 cành thôi là chúng ta đã có thể tận hưởng tất cả mọi thứ rồi, bao gồm cả việc là đi vòng quanh thủ đô này, nắm trọn thủ đô trong tay, cũng như là được nghe những giới thiệu những địa điểm lịch sử. Có cả hướng dẫn viên du lịch luôn đúng không? Đây, hướng dẫn viên du lịch đây. Đúng rồi. Nhiều khi ấy, đang đi trên đường mãi ngắm đường, ngắm phố ấy, mà không cẩn thận ấy là vướng đầu vào mấy cái cây ấy. Nói chung là những cái trải nghiệm này nó cũng buồn cười lắm. Với vai trò là một hậu du lịch, là một đại sứ du lịch ấy, thì không biết là ba cái được của em khi mà em được làm review du lịch là như thế nào? Sẽ được học hỏi nhiều hơn. Thực ra đi du lịch mọi người nghĩ là đi để nghỉ ngơi, thư giãn thôi, nhưng mà em nghĩ là đi du lịch còn học hỏi được rất là nhiều. Điều thứ hai nữa là khi mà mình đi du lịch thì mình sẽ được thưởng thức những món ăn ngon, thưởng thức những nền văn hóa mới nếu như chúng ta đến những địa điểm mới. Và đặc biệt là chúng ta sẽ được có những cái trải nghiệm, những kỷ niệm rất là đáng nhớ trong cái chuyến hành trình, chuyến du lịch đấy, để có thể chia sẻ với bạn bè và người thân. Và điều thứ ba là một điều mà em cảm thấy rằng đó là một đặc ân đối với một cô hoa hậu làm về du lịch. Đó chính là em sẽ được là người tiên phong trong tất cả những hoạt động du lịch được mới mở ra. Chuột bạch, nhưng mà cảm thấy rất là sung sướng vì là được làm chuột bạch đúng không? Đúng. Thế ba cái mất là gì? Cái lịch trình di chuyển cũng như là tham gia các hoạt động về du lịch khá là dày, cho nên là nó cũng phần nào đấy ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Điều thứ hai là đôi khi thì mình sẽ có những cái trải nghiệm du lịch cũng gọi là nó chưa được như mong muốn lắm. Thế tuy nhiên thì em nghĩ rằng là chắc là chỉ có hai điều thôi, còn với một người yêu thích được đi nhiều, đi đây đi đó như em ấy, thì em nghĩ rằng là không có quá đến điều thứ ba tồi tệ khi mà mình trở thành một người làm về du lịch đâu. Thì bây giờ phải hỏi một chút về cái động lực, thế cái yếu tố nào sẽ khiến em muốn review hoặc là muốn nói về một cái địa điểm du lịch nào đó? Những địa điểm em mới đến thì lúc nào em cũng cảm thấy là tò mò về nó, luôn muốn tìm hiểu, luôn muốn biết đến nó. Chính vì thế cho nên là khi mà mình đến những địa điểm mới đấy thì mình sẽ có những cái cảm giác hứng khởi, luôn luôn đặt ra những câu hỏi và luôn luôn tiếp thu được rất là nhiều những kiến thức. Vậy thì tiền có phải là yếu tố để em review du lịch không? Không hẳn. Thực sự là đôi khi ấy, có những chuyến đi em sẽ phải là một người chi tiền ra, chứ không phải là một người để mình nghĩ rằng là review là nghề xong mình phải có thu nhập thì mình mới đi. Bởi vì là khi làm về du lịch chúng ta sẽ được biết rất là nhiều thứ ở những cái nơi mà mình đến như thế. Đó là một cái điều rất là quý giá, vì đôi khi có tiền không thể nào mua được.
là một hoa hậu, mà hoa hậu đi review du lịch thì có phải là cái lợi thế của em lớn nhất là ngoại hình, và em xinh nên là nhiều người rất là muốn xem em review không? Cũng không sai, nhưng mà theo như em thấy là những nơi em đến quá đẹp cho nên là ngoại hình của em chỉ níu chân khán giả được tầm 5-10 giây thôi. Sau đấy là mọi người sẽ tập trung hết toàn bộ vào những cảnh vật xung quanh và những thứ mà em giới thiệu về nơi đó, chứ còn chả để ý đến mặt em như nào đâu. Kỷ niệm nào đấy về khi mà em đi review, khi mà em miêu tả một cái địa điểm mà em đến ấy, mà em rất là đáng nhớ mà không được quên được. Đây là chuyến đi gần đây nhất của em, chính là chuyến đi mà leo thác Bản Ba. Và đây có lẽ là vì quá lâu rồi mình không được đi trekking cho nên đây đối với em là một chuyến đi rất là đáng nhớ. Khi mà ban đầu ấy thì lúc mà lên thì rất là dễ bởi vì nó có bậc, nhưng sau càng về sau thì càng khó và có những cái đoạn mình phải lội suối. Thế và nhiều khi cái đợt em đi lại là vào cái mùa mà nó nước nó chưa đổ về nhiều. Thế cho nên là em cũng rất là hoài nghi, không biết là liệu mà mình lên thì có ngắm được cảnh đẹp không, có thực sự đẹp không. Nhưng mà quả là không bỏ công. Sau vòng khoảng 3 tiếng đồng hồ leo thì cuối cùng em cũng đã được hưởng chọn cái sự đẹp đẽ của nó. Mặc dù cái thời điểm em đi ấy, nó mới chỉ là mùa, nó chưa phải là mùa nước đổ cho nên là nước vẫn chưa nhiều, nhưng mà thực sự rất là đẹp. Đấy, kỷ niệm rất đẹp, có kỷ niệm nào không đẹp không? Không có, tại vì là chuyến đi nào em cũng luôn hào hứng chờ đợi hết ấy. Dù là đã đi qua rồi hay chưa đi qua địa điểm đó, em cũng đều rất hào hứng. Cho nên là cũng không có chuyến đi nào quá tồi tệ để mà em phải có ấn tượng xấu. Ừ, chị thấy em rất là hào hứng với nghề này, làm chị cũng nổi hứng muốn làm như kiểu travel reviewer. Vậy thì đây có phải là một nghề, thứ nhất là người ta thấy rất là nhiều cái được nhá, được đi nhá, được ăn nhá, xong lại còn nhiều khi lại còn có thú lao mang về, có phải là một cái nghề và lúc nào nó cũng hào nhoáng và nó cũng nhiều những cái được như thế không? Thực sự là mọi người sẽ chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp ở trên TV, trên nền tảng mạng xã hội về các travel blogger, về em một cô hậu du lịch và được đi rất là nhiều nơi. Tuy nhiên thì để mà mình có thể có được những trải nghiệm tuyệt vời đấy thì chúng ta cũng không thể nói về cái việc là quá hào nhoáng được. Em cũng sẽ phải trau dồi kiến thức liên tục, luôn luôn cập nhật kiến thức, và đôi khi có những chuyến đi nó cần phải rèn thể lực rất là nhiều. Mình cần phải có thể lực. Chẳng như những cái chuyến đi leo rừng, leo núi, những cái chuyến đi cần mình phải có sự dẻo dai. Travel blogger có phải là một nghề kiếm ra tiền và kiếm được nhiều tiền hay không? Đối với bất kỳ công việc nào ấy, thì theo em thấy rằng là nếu như chúng ta có sự tâm huyết, có sự đầu tư và có sự hiểu biết thì chắc chắn rằng là công việc đấy xứng đáng được nhận thù lao. Và với công việc là một travel blogger, một reviewer và một người làm về du lịch thì họ cũng xứng đáng nhận được thù lao. Ừ. Thế bây giờ nhá, em thấy là em có rất là nhiều lợi thế khi em là một hoa hậu đi review du lịch. Thế nhưng mà cái điểm hạn chế của hoa hậu khi mà đi review du lịch là như nào? Hoa hậu làm về du lịch thì ngoài việc là em như những travel blogger khác thì họ có thể là ăn mặc thoải mái hơn, họ có thể không cần make up quá là cầu kỳ, cũng không cần phải để ý quá về hình ảnh hay là hành động. Thì với em thì em luôn luôn phải cố gắng là trau dồi về ngoại hình, về kiến thức cũng như là về phong thái của bản thân, để làm sao ấy mình phải cân bằng được cái việc là đi làm du lịch và làm một cô hoa hậu để tạo nên cái hình ảnh đẹp nhất. Và điều thứ hai là em cảm thấy rằng là khi mà mình đến với mỗi địa điểm ấy thì mình đôi khi mình cũng sẽ phải khéo léo trong việc ăn nói. Nếu như địa điểm đấy họ có những cái điều mà chưa được thì mình cũng phải khéo léo làm sao, bởi vì là em nghĩ rằng là khi mà mình quảng bá tốt về hình ảnh du lịch thì tự những cái nơi đấy họ sẽ có ý thức để họ làm du lịch tốt hơn và chuyên nghiệp hơn. Tức là hoa hậu là không sẽ không được chê? Không hẳn là không được chê, nhưng mà mình sẽ không nói về những điều tiêu cực ở địa điểm đấy, bởi vì mình muốn truyền tải sự đẹp đẽ của nơi mình đến thì mình phải làm sao để cho mọi người thấy nơi đó đẹp. Đôi khi cái vẻ đẹp nhất ấy, nó chính là cái sự không hoàn hảo. Và đương nhiên là không có chỗ nào đến mà chúng ta có thể hoàn hảo 100% được. Vậy thì đôi khi em có nghĩ rằng là cái việc là mình chê một cách khéo léo cũng là một cái gia vị để tăng thêm cái sự tin tưởng của những cái video clip của mình không? Chê à? Em không nghĩ đó là chê. Em nghĩ rằng là nếu như mà mình đến những nơi đấy mình có thể lưu ý với mọi người, chứ mình sẽ không xoay quanh những cái chuyện tiêu cực như là việc chê nơi đấy thế này thế kia. Trong mắt em ấy, Việt Nam thực sự rất đẹp. Cho nên là dù cho Việt Nam có những khuyết điểm nào đi chăng nữa thì với em những khuyết điểm đấy nó cũng là một cái phần tạo nên điểm nhấn và là một điều gì đấy khiến cho Việt Nam trở thành đặc trưng hơn.
biến cái ngành review ấy thành một cái nghề, những cái yếu tố cần có của em là gì nào? Muốn làm reviewer mình phải hiểu, mình phải có kiến thức, mình phải biết. Điều thứ hai là mình phải là một người biết lắng nghe, biết góp ý và có những cái ý tưởng sáng tạo trong việc quảng bá du lịch. Và điều thứ ba là một người dám thử, dám trải nghiệm. Bởi vì là đâu phải là lúc nào mình làm du lịch là mình cũng chỉ có đi dạo quanh biển hay là hưởng thụ những trải nghiệm luxury nhất đâu. Đôi khi mình cũng sẽ phải lên rừng rồi xuống biển rồi có những cái cảm giác là đôi khi mình cũng sẽ phải trải qua những cảm giác sợ hãi như là chơi những trò mạo hiểm chẳng hạn. Đấy, mình cũng vẫn phải đấy, mỗi lần đi qua lại phải né. Đấy, đôi khi là mình cũng vẫn phải gọi là rèn rũ bản thân để làm sao mà mình có một cái tinh thần thép. Cái nghề review chị thấy mọi người cũng nói là như kiểu một cái nghề làm dâu trăm họ. Em thích, em thấy đẹp, nhưng người khác chưa chắc đã thấy đẹp. Vậy thì em làm thế nào để em cân bằng cái yếu tố cá nhân của em, cái cảm quan cá nhân và cái một cái sự khách quan để cho người ta cảm thấy rằng là ô, hình như là cái này sẽ là cái phù hợp với rất là nhiều người có thể xem được. Tất cả những điều mà mình cảm thấy đẹp đẽ thì khi mà mình truyền tải nó sẽ có cảm xúc. Và khi nó có cảm xúc thì nó sẽ chạm tới tất cả những người xem, những người mà đang đi du lịch qua màn ảnh nhỏ và khiến cho họ muốn xách ba lô lên và đi. Và em nghĩ rằng là rất khó để cho tất cả trọn vẹn mọi người đều sẽ thích nơi mình đến. Tuy nhiên thì em tin rằng là dù trải nghiệm của họ ở những nơi mà em đã đến và em truyền tải với họ có như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ đem lại cho họ những kỷ niệm khó quên. Bây giờ mình không cần biết là kỷ niệm mình có tốt hay xấu, nhưng mà mình cứ khó quên là mình đã thành công rồi đúng không? Vậy thì bây giờ giữa một rừng travel blogger rất là nhiều, em làm thế nào để em có một cái dấu ấn trong lòng khán giả? Luôn cố gắng để ghi dấu ấn với tất cả mọi người bằng việc là khi mà đến những cái địa điểm mà em tham quan ấy thì em sẽ cố gắng truyền tải hết cho họ tất cả những điều mà em trải nghiệm qua, những hoạt động của em, rồi là những lưu ý để cho mọi người khi tham gia, cũng như là chỉ dẫn cho họ những cái địa điểm đặc biệt mà em tự khám phá ra chẳng hạn. Có phải là một nghề em sẽ theo một cách lâu dài bền vững hay không? Không dám khẳng định là em sẽ theo nó mãi. Tuy nhiên thì em sẽ cố gắng rằng là mỗi nơi mình đi mình sẽ có được những cái kiến thức, những cái điều, những cái trải nghiệm bổ ích nhất, và sau đấy là em có thể khám phá thêm được nhiều nơi khác. Có số ấn tượng nhất từ lúc em đăng quang, em đi được bao nhiêu nơi rồi? Đếm được không? Bây giờ chị bảo em đếm chắc là em phải ngồi nghĩ lâu đấy. Thế thì hơi mất thời gian chị ạ. Nhưng mà tính ra thì tháng vừa rồi là em cũng đã đi tới 10 tỉnh thành rồi. Tỉnh 10 tỉnh em đi trong một tháng vừa rồi ấy. Em còn từng bị cấm biển cơ, không thể trở về đất liền mà lo lắm. Đi đâu mà em bị cấm biển như vậy? Em đi Cù Lao Chàm. Và trong chuyến đấy thì khi mà em đến với Cù Lao Chàm nhá, sóng yên biển lặng. Và ngày hôm đấy em nghĩ là thì trời cũng đẹp mà, và sóng cũng rất là yên ả như thế thì tại sao mà lại bị cấm biển. Tuy nhiên thì ngày hôm sau khi mà em được trở lại đất liền thì em mới phát hiện ra rằng là ở giữa cái đoạn mà mình đi ấy, gần vào phía đất liền ấy, sóng rất là to, biển rất là dữ. Nếu không có rủi ro, thế vậy thì rủi ro khi mà làm một người đi review du lịch là như thế nào? Review du lịch thì đôi khi mình sẽ phải thử những cảm giác mạo hiểm, hoặc là đến những cái nơi mà có thể là nó chưa được khai thác du lịch nhiều, cho nên nó vẫn có cái phần nào đấy nguy hiểm. Và em nghĩ là đấy là một phần rủi ro khi mà mình làm về du lịch. Tuy nhiên thì khi mà mình là một người tiên phong, một người được trải nghiệm đầu tiên thì chắc chắn là nó sẽ đem cho mình đến những cái cảm giác nó thuần túy, nó hoang sơ nhất. Thù lao mà lớn nhất của em kiếm được từ review du lịch là bao nhiêu tiền? Em nghĩ rằng là em sẽ không tính thù lao cho mỗi chuyến du lịch của em bằng tiền, mà em tính bằng những kỷ niệm, những bài học mà em có được. Không, nhưng mà bây giờ phải có thực thì mới vực được đạo. Thế bây giờ phải nói thực tế rằng là đây là một nghề ok, sẽ có rất là nhiều trải nghiệm, rất là nhiều những kỷ niệm thú vị. Nhưng mà thực tế là cái thù lao, thu nhập của em sẽ phải kiếm được du lịch bằng nghề review du lịch, và cứ đi chơi như vậy là một tháng em kiếm được khoảng bao nhiêu tiền? Có thể áng chừng bằng bao nhiêu chữ số? Cũng gọi là khá khá, tầm 8 con số. Nếu như thế thì cũng là một nghề lương cũng khá là ổn chứ, bởi vì cái 8 con số chỉ là cái tiền mình cầm về thôi, mình gói mang về thôi. Còn bây giờ nhá, cái tiền vé máy bay này, ăn ở đi lại, và bình thường mình phải bỏ tiền ra thì mình mới được đi.
thì cũng được tính vào lương đúng không? Cũng phải được tính vào, đấy là cái thu nhập của mình chứ, mình không phải bỏ ra mà mình vẫn đi mà. Ở phần đầu của chương trình thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về một công việc, đó là review du lịch kỳ duyên rồi. Có rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị, rất là nhiều cái được và cũng rất là nhiều cái mất. Phải khẳng định rằng đây là một nghề đang nổi lên mà rất là nhiều những review du lịch họ đang coi đây là một công việc rất là hấp dẫn. Những travel blogger kiếm tiền như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Bất kỳ ai quan tâm đến hành trình khám phá thế giới đều có thể theo dõi ít nhất một travel blogger, người có ảnh hưởng về du lịch trên phương tiện truyền thông xã hội. Thành thật mà nói, được trả tiền để đi du lịch khắp thế giới chắc chắn là giấc mơ của rất nhiều người. Nhưng chính xác những KOL travel blogger có thể kiếm được bao nhiêu? Và liệu thực sự số tiền kiếm được từ những bức ảnh đẹp trên bãi biển hay đánh giá về một khách sạn nào đó ở Pháp có thể giúp họ nuôi sống bản thân? Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Với những người giỏi nhất trong lĩnh vực này, họ có thể kiếm được khoảng 1 triệu đô la Mỹ trong 5 năm tập trung hoàn toàn cho công việc này. Chưa kể việc gia tăng sự xuất hiện trên các nền tảng như TikTok, YouTube cũng giúp thu nhập của họ tăng gấp đôi. Sau đây là danh sách 3 travel blogger thu nhập tốt nhất với công việc của mình. Travel blogger có thu nhập cao nhất là Chris Burkert, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sống tại California. Chris thường xuyên chia sẻ những bức hình đẹp đến nín thở từ khắp nơi trên thế giới. Anh có tới 4 triệu người theo dõi trên Instagram. Trung bình, anh này nhận được 13.315 lượt yêu thích, tỷ lệ tương tác khoảng 0,33%. Số tiền anh này kiếm được trong một bài đăng quảng cáo là hơn 10.000 bảng Anh, tương đương hơn 295 triệu đồng. Thu nhập hàng năm vào khoảng hơn 124.000 bảng Anh, tương đương hơn 3,6 tỷ đồng. Ở vị trí thứ hai là Murat Osman, nhiếp ảnh gia người Nga đứng sau trào lưu ảnh nắm tay em đi khắp thế gian. Và cho đến tận bây giờ, hàng triệu người trên khắp thế giới vẫn đang tiếp thu và phát triển trào lưu này theo cách riêng của mình. Với 3,5 triệu người theo dõi trên Instagram, anh kiếm được hơn 9.000 bảng Anh, tương đương 280 triệu đồng cho một bài quảng cáo, thu nhập mỗi năm khoảng 116.000 bảng Anh. Đứng ở vị trí thứ ba là Anjuta Rai, hiện đang sống ở Bali. Với những bức ảnh bãi biển thơ mộng và cảnh tuyết đẹp nao lòng, cô đã thu hút được 3 triệu người theo dõi và kiếm được khoản thu nhập hơn 100.000 bảng Anh mỗi năm. Thu nhập cao là vậy, tuy nhiên để có thể nhận được các khoản tài trợ, bạn sẽ phải nằm trong top 1% các blogger về du lịch. Theo khảo sát trên trang QuickBlog, chỉ có khoảng 50% các blogger kiếm được lợi nhuận từ việc làm blog về du lịch. Trở lại cuộc trò chuyện với Kỳ Duyên, cô nàng hoa hậu du lịch Việt Nam năm 2022. Bây giờ nhá, bỏ qua câu chuyện là em là một review về du lịch đi, bỏ qua câu chuyện em là một hoa hậu du lịch đi, thì mình trở về vai trò là một người tiêu dùng. Thế vậy thì khi mà em xem một cái clip review du lịch ấy, thì bao nhiêu phần trăm em sẽ muốn đi cái địa điểm đó? Người tò mò cũng tùy vào những clip mà em xem thôi, nhưng mà hầu hết nó đều khiến cho em cảm thấy đi tầm khoảng 80%. Phần trăm còn lại là tùy thuộc vào khả năng tài chính cũng như là thời gian rồi tất cả những điều kiện yếu tố khác nữa là mình có thể xách ba lô mình đi rồi. Ngoài cái việc là em được mời đi, em được mời đến trải nghiệm thì có bao giờ em bỏ tiền ra du lịch không? Và em thường bỏ cái khoản tiền khoảng bao nhiêu phần trăm trong cái số thu nhập mà em kiếm được để đi du lịch? Tất nhiên là nếu mà mình muốn đi du lịch và muốn trải nghiệm nó một cách chân thực nhất theo đúng cảm xúc của mình, đúng một người tiêu dùng, thì đôi khi em cũng sẽ phải là một người tự bỏ chi phí ra để mình có thể đi và trải nghiệm cách thực tế nhất. Bỏ ra khoảng tầm cũng không nhiều đâu, tầm 20-30% cái thu nhập của em. Em là một người thích đi du lịch kiểu luxury sang chảnh và chi rất là nhiều tiền để đến những điểm đến, hay là em là người thích du lịch tiết kiệm? Thực ra em là một người sống linh động chị ạ. À, linh động. Sống linh động. Có những lúc thì mình cũng muốn là thử trải nghiệm sang trọng xem như nào, nhưng cũng có những lúc ấy, chẳng hạn như là trong những cái chuyến mà đi với những người bạn của em thì em muốn là những cái trải nghiệm làm sao nó thuần túy nhất, nó chân thực nhất. Vì thế nên em sẽ thường lựa chọn những cái du lịch làm sao để phù hợp với chi phí của tất cả mọi người. Thì thường mỗi cái chuyến đi du lịch mà em tự túc như vậy, em hay chi tiền nhiều nhất cho cái khoản? Nhiều người sẽ nghĩ là hoa hậu thì chắc là chi nhiều cho shopping đúng không? Nhưng mà em thì lại là một người rất là thích trải nghiệm ẩm thực, cho nên là em sẽ trong những chuyến đi đấy em sẽ cố gắng làm sao ăn được nhiều nhất những món ăn đặc trưng ở đấy để mình có những cái kỷ niệm thú vị nhất về ẩm thực nơi đấy. Nhiều người như bạn bè em còn hay trêu em là chắc là bạn không phải là hoa hậu du lịch đâu, bạn phải là hoa hậu ẩm thực rồi, ăn hoài ăn mãi ăn nhiều thế mà không thấy ngán à? Có đồng tình với quan điểm đó là muốn là một review du lịch giỏi và có nhiều trải nghiệm thì phải chi rất là nhiều tiền cho du lịch? Nghĩ rằng là mình sẽ phải chi nhiều tiền để đi du lịch. Mình có thể du lịch thì
thuộc vào cái việc là mình khả năng mình học hỏi như thế nào và cái khả năng mình tìm tòi như thế nào. Em thường như thế nào, sắp xếp một chuyến đi như thế nào? Em là một con người là đã muốn là sẽ đi, cho nên là em chỉ mất khoảng một tuần để có thể lên tất cả mọi thứ, từ kế hoạch rủ những người bạn cho đến việc là xách ba lô lên và đi thôi. Tại vì nếu như mà mình chuẩn bị quá lâu trong chuyến du lịch, nó sẽ làm mất dần cái nhiệt. Bây giờ cái du lịch mà bỏ tiền ra, nó có cảm nhận, nó có khác gì với du lịch được mồi không? Có chứ. Khác như nào? Nếu mà du lịch được mời thì thường là mọi người sẽ cho mình những cái trải nghiệm, những cái hoạt động tốt nhất, dành cho mình nhiều sự ưu ái nhất. Thì với du lịch tự túc thì nó còn tùy thuộc vào tài chính của mình, tùy thuộc vào cái nơi mà mình đến nữa. Em có thể đưa ra một cái lời khuyên nào đấy để mà muốn đi du lịch tiết kiệm thì mình sẽ cần phải có những lưu ý gì không? Ba lưu ý. Nên là phải hiểu là nơi đấy về cái chi phí ăn ở nó như nào, để mình lựa chọn ra được cái nơi ăn, nơi ở nó phù hợp với ví tiền của mình. Cái điều thứ hai ấy, là với cái nơi mình đến ấy, thì mình phải biết là nó có những cái địa điểm vui chơi như nào. Rồi bởi vì đôi khi là có những nơi, có những cái địa điểm vui chơi nó tốn khá nhiều tiền. Em quên chưa lưu ý mọi người là ngoài việc mình ăn ở ra, mình còn phải tính đến toán đến cả chi phí đi lại nữa. Thấy những cái cải tiến và những cái được của du lịch Việt Nam trong thời gian vừa qua là như thế nào? Như mọi người thường ấn tượng về trước là du lịch Việt Nam thì nó hay có những cái tình trạng chẳng hạn như là chèo kéo khách này, hay là đối với khách nước ngoài thì thường hay là tăng giá ấy. Thế thì bây giờ ấy, cái việc kiểm soát em thấy là ở nhiều nơi đã rất là tốt rồi, chẳng hạn như là Ninh Bình nó đã có những cái mô hình để làm sao cho cái du lịch nó văn minh, nó vẫn phát triển được mà vẫn rất là bền vững về bảo vệ môi trường. Gần đây thì em có đi đến một nơi là Gia Viễn Ninh Bình, em cảm thấy là người dân ở đấy ấy, họ là những cái người mà rất là có ý thức bảo vệ môi trường. Chỉ cần là ở trên dòng, trên những cái con đường, trên những dòng sông, dòng suối mà có rác, một ít rác thôi là họ đã có ý thức họ nhặt rồi. Và họ luôn luôn, những cái người làm du lịch ở đấy, họ cũng luôn luôn nhắc với tất cả những du khách rằng là mình đi đến đâu thì mình hãy cố gắng là đem rác bỏ đúng nơi quy định hoặc là cầm mang về. Hoặc là những hành động rất là nhỏ như thế thôi thì cũng sẽ lan tỏa được rất là nhiều những ngành tốt đẹp của Việt Nam trong mắt du khách nội địa và cả du khách quốc tế nữa. Vậy thì nếu như mà có một cái điều mà muốn cải thiện để du lịch Việt Nam có thể hút nhiều khách du lịch quốc tế hơn nữa trong thời gian tới thì theo em đó là điểm gì? Tăng thêm những hoạt động trải nghiệm về văn hóa, về ẩm thực của Việt Nam. Bởi vì em thấy rằng là văn hóa, những cảnh đẹp ra, những địa điểm thú vị ra thì cái việc được trải nghiệm văn hóa cũng là một điều rất là thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế. Và khi mà họ đến họ được trải nghiệm ấy, thì đồng nghĩa việc đấy là mình cũng truyền tải được, lan tỏa được cái hình ảnh, cái văn hóa của người Việt Nam ra quốc tế. Và điều thứ hai nữa là sẽ tăng được cái mức chi tiêu của khách quốc tế khi mà đến với Việt Nam. Quý vị thân mến, qua đoạn trò chuyện rất là ngắn vừa rồi thôi, chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về nghề travel blogger hay là những reviewer về ngành du lịch. Họ có rất là nhiều cái được này, được đi, được trải nghiệm, được ăn rất là nhiều. Thế nhưng mà có rất là nhiều những cái mất trong đó, và phải những người thực sự nhiệt huyết và yêu nghề thì họ mới có đủ can đảm và đủ nhiệt huyết để họ theo nghề đó đến cùng. Và hy vọng rằng qua cái chương trình Smart Money tuần này, quý vị sẽ có thêm những cái nhìn rất là khách quan về nghề reviewer và bớt khắt khe hơn với những người làm review, bởi vì suy cho cùng họ cũng chỉ là những người trải nghiệm và họ nêu những ý kiến, những cá nhân của họ để chúng ta có tính chất tham khảo mà thôi. Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng hy vọng rằng là qua chương trình Giữa Chính trong lần này, quý vị đã có thêm được những tips du lịch tiết kiệm, làm sao chi ít tiền nhất nhưng mà lại nhiều trải nghiệm nhất. Và nếu như quý vị có những cái trải nghiệm về du lịch thì đừng quên tương tác, chia sẻ với chúng tôi. Và quý vị thân mến, một lần nữa cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình Tự Do Tài Chính Smart Money. Cảm ơn Sunshine đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.